báo thời tiết chiều và đêm 13 tháng 4 năm 2020. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 độ, nhiệt độ cao nhất 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15 độ, nhiệt độ cao nhất 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16 độ, nhiệt độ cao nhất 23 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 độ, nhiệt độ cao nhất 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 độ, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 độ, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 26 độ, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 độ, nhiệt độ cao nhất 21 độ.